Có ai còn nuôi như cái này mô hình theo kiểu truyền thống không? Đây là nuôi bể chim ăn cá lóc nước ngọt đó. Đi thông thường thì cá lóc nước ngọt là một loại cá thủy sản chỉ thu hoạch từ 5 đến 6 tháng mà thôi. Nhưng mà chúng thì nuôi mới mật độ nước thì rất là dày, với là nước cũng rất là thấp, từ 10 đến 15 cm trên một bể. Đó, chỉ quay qua quay lại cho mọi người xem. Ở phía trên thì cũng có gì gọi là có lưới râm, và từ ở da xung quanh thì có lưới rào trắng để tránh trường hợp đó là cá sẽ bay ra ngoài đó. Thì cá này nước đục nè, buổi sáng mới cho ăn xong cá sẽ nước đục và có thể thay nước từ ngày đến 2 đến 3 lần. Thì nếu nước sạch thì chúng ta thay từ 2 lần mà thôi. Nước ở đây thì ở dưới lót một tí gạch men để làm gì? Để tránh rong rêu rồi bám, chúng ta sẽ dễ lâu chùi mà thôi. Còn nếu chúng ta làm bể xi măng hoặc bể bạc thì tới bạc thì chúng ta chà. Nếu mà chà thì chúng ta chà, nhiều người chà thì sẽ bay tấm bạc luôn, tại vì nó mòn và sẽ là xì ra nước. Ở đây làm bể xi măng thì nói chung là chắc chắn hơn, có thể là làm được có thể dài 5 năm, 10 năm vẫn ok, không sao hết. Cái này là nuôi trong vòng từ 2 đến 3 tháng. 3 tháng thì cá cũng được gần 2 đến 3 lạng. Thì thông thường thì cá sẽ được 5 kg lồng. 5 lạng là cũng thể sức bán được rồi đó. Mô hình cá này thì sản thì nước ngọt, nói chung là điến con lên bơm trực tiếp. Cá này không sao, không cần phải dạy oxy, tại vì nó thở bằng miệng, khi thiếu oxy là nó thở. Không nhất thiết là phải có oxy nhé. Chỉ có nuôi cá trình hoặc cái gì đó thì mới có oxy mà thôi. Cá nước ngọt thì giá cá này thì giá thành của chúng thì tương đối cũng rất là thấp so với những thủy sản khác. Nhưng thông thường rút lại thì thời gian của chúng rất là nhanh, từ 5 đến 6 tháng thì có thể thu hoạch được. Thì trong nuôi cái diện tích như thế này cũng rất là dễ và đơn giản, không có gì phải cầu kỳ phải có. Cái nuôi thì xây lên chỉ 2-3 viên gạch là được rồi, và xung quanh thì cũng có lò rưới. Nước thì có thể từ lên đây cao và có thể thả xuống. Bên trong thì có thể, ở đang đây thì có thể nó xả những cái lụ này để cho mua được cái cá trê. Nó sẽ ăn vào những thức ăn dư thừa và nước cũng có thể có qua cho cá trê sử dụng lại một lần nữa để tốn kém chi phí chuyện vụ đứt. Cá trê là loài cá để ăn tạp, giống như những ăn về phân cá hoặc là giữ thức ăn dư thừa của những con cá lóc đã làm lại. Hiện nay thì có xây được 3 bể, 1, 2, 3. Với bể nào thì bể này thì tương đối khoảng 12 mét vuông cho đến 15 mét vuông. Chứ không phải nhất thiết là phải xây theo đúng như này. Thì đi theo mô nuôi thì chúng ta nuôi bể lớn hơn thì đương nhiên mật độ sẽ dày hơn và nhiều hơn. Số lượng con cũng nhiều hơn. Thì chúng ta xây bể 12 con, nuôi trung bình có từ 1.000 đến hơn 1.200 con. Tuy trung bình là 1.000, 1 mét vuông khoảng 100 con. Từ 80 con cho đến 100 con là vừa đủ. Khi đó chúng khi lớn lên thì từ đàn kia nó giáp lên đàn này là bắt đầu là cá đã đúng nửa ký. Thông thường thì có thể lên 6-7 lạng cũng có, tại vì nuôi lâu thì cá sẽ lớn thêm một chút xíu nha. Tuy thông thường thì từ 3 hồ này có thể thu hoạch từ 1 tấn cho đến 1 tấn 2. Thì trung bình là một có thể là 3 tạ cho đến 4 tạ. 4 tạ ha. Một bể này 4 tạ, có thể xương xương là 5 tạ là cao lắm, mà như kỳ cũng được, đôi khi là nó cũng hơi bị hiếm. Đây là những gì hả? Cái tiền và thông thường thì sao? Cá này là dùng để cá tạp tự nhiên, mà mình thì đương nhiên kéo không cho ăn bằng cám nha. Cám thì đương nhiên giá trị kinh tế rất là cao, và so với loại cá với loại thị xà, loại cám thì rất là đắt. Mình sẽ dùng cá tạp và cho ăn. Mỗi ngày đi thì kéo cá ở dưới dây sông, mương gì đó thì chúng ta về cho nó chúng ăn. Chúng này loài này ăn rất là nhiều. Một ngày như vậy thì có thể lúc nhỏ thì ăn có thể là vài đến từ 5 kg đến 10 kg, nhưng mà khi lớn rồi thì có thể là ăn từ 50 kg, có thể là 60 kg. Trung bình dao động thì từ 40 cho đến 50 kg trên một ngày. Nhỏ 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 như vậy nhưng mà ăn rất là nhiều ha. Tất cả loại cá như thủy sản thì có chỉ con cá trình nhìn ăn ít thôi, ngày cái hàng 1-2% cơ thể của chúng thôi, nhưng 100 kg ăn chỉ có 2 kg đó. Còn đây là 100 kg thì ăn có thể rất là nhiều luôn, có thể 10-20%. Coi 1 tấn cá ăn 50 kg đó, là gần 5% đó.
Thôi mình cũng quay video này tới này thôi thôi cho mọi người xem để mọi người có thể tìm hiểu thêm về cái con này, cá lóc cá trầu, cá quả. Ở miền Bắc thì gọi là cá quả, miền Trung gọi là cá lá trầu, còn miền Nam thì gọi cá lóc. Nói chung là mỗi tỉnh, mỗi mùa, mỗi tỉnh, mỗi vùng miền có thể kêu gọi khác nhau, nhưng chúng cũng quy lại là loài cá nước ngọt. Loài cá này cũng thì là chúng rồi cũng rất là dễ nuôi, không có gì hết, nhưng chúng rất là hung dữ nha. Chúng ta khi cá đói thì chúng ta không nên lại gần, nó sẽ bay tung tế ướt bình cá của các bạn luôn. Thôi những gì mình chia sẻ tới đây thì có thể là ghép lại thôi, chia sẻ nhiều quá các bạn mình sẽ nói mình sao chia sẻ nhiều đó. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu bạn nào chưa đăng ký, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho Đức nha. Cảm ơn cô chú. Nếu bạn nào có thành tâm và có ý kiến thì cho gửi nhắn bình luận ở bên dưới để mình cơ sở được kinh nghiệm. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người rất là nhiều nha. Tạm biệt.